Chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam, cũng như quay trở lại đối với video nhận định thị trường và phân tích các nhóm cổ phiếu tiềm năng. Và em là Khoa ITP. Ở video ngày hôm nay, em sẽ gửi đến mọi người một cổ phiếu mà mọi người có thể hoàn toàn mua được trong giai đoạn sau Tết để có một mức lợi nhuận đầu năm từ 10 cho tới 15% một cách tương đối an toàn. Và đây là một cơ hội mà mọi người có thể giải ngân trong giai đoạn sau Tết, bởi vùng mua của nó là trong ngắn hạn nhé, là vẫn có. Và đây cũng có thể là một cơ hội để mọi người đón một cơn sóng của ngành chứng khoán trong thời gian sắp tới. Thì trước khi vào nội dung chính của video, nếu mọi người thấy hay và hữu ích, có thể cho kênh Ichimoku Việt Nam một subscribe, cho video của em một like. Và nếu có bất kỳ câu hỏi gì, mọi người hãy cứ để phần comment, em sẽ hỗ trợ cũng như tư vấn mọi người một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Còn nếu không, mọi người có thể liên hệ với em qua số điện thoại ở bên dưới. Còn có một cách khác là có thể quét QR bên góc phải màn hình để vào room Zalo cộng đồng. Ở đó em có thể hỗ trợ mọi người một cách linh hoạt và thuận tiện hơn. Thì bước vào nội dung chính, đầu tiên chúng ta sẽ nói qua về thị trường chứng khoán sau Tết sẽ như thế nào. Với em, như các video trước mà em đã có gửi đến mọi người, thì thị trường chứng khoán sau Tết sẽ có một nhịp đà tăng rất mạnh mẽ. Và em nghĩ thị trường vẫn nên tăng rất mạnh sau Tết bởi hai yếu tố. Thứ nhất, chúng ta có sự ủng hộ rất tốt từ dòng tiền sau Tết. Bởi nếu mà nhìn vào dòng tiền trước Tết, mọi người thấy luôn giao dịch trên mức 14.000 tỷ. Bên cạnh đó chúng ta còn có các phiên 1 tỷ đô và trên 19.000 tỷ cũng xuất hiện rất nhiều. Vì vậy, dòng tiền chật chờ sau Tết vẫn sẽ còn rất lớn. Và sau Tết chắc chắn sẽ có một dòng tiền rất mạnh mẽ đổ xô vào thị trường. Một phần là sẽ mua cổ phiếu lấy lọc đầu năm. Còn một phần nữa là những nhà đầu tư sợ mua trước Tết thì sau Tết họ sẽ bắt đầu giải ngân một phần vào lại. Đó là lý do thứ nhất. Còn ở thứ hai, nếu mọi người nhìn vào cái vùng cản ở khung tuần là 1205, đây là vùng cản rất cứng tạo bởi giao găm 129 ở khung tuần. Thì để mà phá vùng giao găm 129 này, bởi đây là lần đầu tiên nó test lại vùng giao găm 129, thì nó cần phải tăng sau Tết bởi nó sẽ được sự ủng hộ của dòng tiền cũng như là cái trạng thái xung lực hiện tại của nó đang rất tốt. Và nếu để chờ càng lâu thì nó sẽ càng mất nhiều thời gian hơn để vượt qua vùng 1205. Nhưng với kịch bản là nó chưa vượt được ngay lập tức thì nó vẫn sẽ tạo ra cho mọi người cơ hội mua cho thời gian sắp tới, đánh một cái nhịp sóng mới lên vùng 1250, thậm chí cao hơn là 1260 mà anh em ITP cũng như câu lạc bộ đã có gửi đến mọi người xuyên suốt trên các phương tiện truyền thông. Thì đó là dự tính tới vùng 1260, loanh quanh vùng này thì chúng ta sẽ có một nhịp chỉnh tương đối thuyết phục, tương đối lớn trong giai đoạn sau đó. Bởi nếu mà nhìn vào khung đồ thị tuần thì chúng ta có một vùng EMA nhỏ loanh quanh vùng này, ở đâu đó là cuối tháng 3 giữa tháng 4 chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện một vùng EMA nhỏ. Thì đây có thể là vùng hút giá của thị trường trong giai đoạn tới. Vậy thì với việc này chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội giải ngân vào cổ phiếu nào, cũng như là chúng ta nên tham gia vào nhóm ngành nào sau Tết để có một mức lợi nhuận đầu năm tốt, cũng như là một cái đệm an toàn không quá là nguy hiểm cho chúng ta để giải ngân. Thì em xin giới thiệu mọi người đó chính là cổ phiếu VIX. Vì sao em không nói cho mọi người về cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, vốn là nhóm cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm Big Cap trong thời gian vừa rồi? Thì như mọi người có thể thấy, GVR, SSC, IDC dường như đã có một nhịp tăng tương đối mạnh và hầu như nó đã tương đối tiệm cận các vùng cản này rồi. Bên cạnh đó, cái nhịp vùng mua an toàn của nó là tương đối là khá xa, khi mà đáng lẽ ra mọi người nên mua vào cây nó điều chỉnh lại sau khi break. Tương tự SSC cũng có một cây điều chỉnh lại, GVR cũng vậy. Thì đây vẫn là một nhịp mua an toàn hơn. Mà trong thời điểm hiện tại và trong cái quá trình hiện tại thì cái nhóm bất động sản khu công nghiệp dường như đã tăng tương đối tốt rồi. Đà tăng của nó vẫn sẽ còn, nhưng mà điểm mua cho mọi người tham gia mua mới là sẽ rất ít. Và em không khuyến khích mọi người mua mới các cổ phiếu ở bất động sản khu công nghiệp này trong giai đoạn sau Tết, bởi có thể nó sẽ không có một nhịp điều chỉnh quá lớn mà nó sẽ tăng lên luôn. Và đoạn tăng của nó thì em nghĩ là chúng ta sẽ có một cổ phiếu nhóm chứng khoán sẽ tốt hơn, đó chính là VIX. Đến với nhóm chứng khoán và cổ phiếu VIX, vì sao em lại giới thiệu mọi người cổ phiếu VIX này? Trước hết nhìn vào cái đồ thị kỹ thuật của nó, trước hết ta thấy là nó đã phá khóa mô hình tam giác nhỏ của mình vào ngày 15 và 16 tháng 1 năm 2024 với hai cây thanh khoản tương đối tốt trong hai ngày này. Bên cạnh đó, khi mà nó break, nó vẫn tạo được một cái nền nhỏ ở đây và vẫn sideways ở trên Tenkan và Kijun. Đây là một dấu hiệu rất tốt cho cổ phiếu VIX, cho thấy tuy nó đã break nhưng nó đã có sự test lại được. Khi mà nó không tăng, tiếp tục tăng mạnh lên thì nó đã test lại được, thì đây là một dấu hiệu rất tốt. Và nó vẫn chưa phá ra khỏi vùng kháng cự nhỏ của nó lên quanh vùng giá 18. Bên cạnh là ở sau Tết chúng ta sẽ có sự hợp bích giữa Tenkan và Kijun lại lên quanh vùng 17.7. Điều này cho thấy rằng xung lực của cổ phiếu VIX sau Tết là rất tốt, và nếu nó chỉ cần nó bứt ra khỏi vùng giá 18.3 thì em đảm bảo rằng target của VIX sẽ lên trên vùng 20, và đó là kỳ vọng cũng như là điểm mà em sẽ chốt lời cổ phiếu VIX này trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên là chốt lời ngắn hạn và sẽ chờ đợi một điểm mua mới. Nếu người mà muốn theo dõi cổ phiếu VIX cũng như là có cho mình những cổ phiếu tiềm năng trong thời gian sắp tới, có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới hoặc tham gia vào room Zalo cộng đồng, bởi em sẽ hỗ trợ mọi người các tín hiệu free và mạnh mẽ nhất trong room cộng đồng cho hết tháng 2 này, để mọi người có một cái nền tảng và một cái điểm mua tốt và sẽ có một cái đệm lợi nhuận an toàn cho đầu năm mới 2024. Thì với việc mà nó sẽ hợp bích đâu đó vùng 17.7 thì đây là một vùng hỗ trợ tương đối mạnh. Thì với em chỉ cần cổ phiếu VIX mở cửa trong phiên giao dịch đầu xuân năm mới, nó có một nhịp chỉnh xuống dưới vùng giá 18, dưới 18 nhé, là từ vùng giá 18 cho tới vùng giá 17.7 là mọi người hoàn toàn có thể mua được với cổ phiếu VIX này. Đương nhiên là sẽ mua ngắn hạn với một phần tỷ trọng. Thì khi mà chúng ta đã mua được quanh vùng này, nếu mà nó trong phiên nó break lại lên vùng 17.3 và mọi người quan sát có thanh khoản lớn, vì em tin cổ phiếu VIX này với một nền tảng tích lũy đẹp như thế này và cái thanh khoản của nó đang rất là tốt, kèm với sự hỗ trợ kỹ thuật trong sau Tết là Tenkan Kijun chập lại và Tenkan 65 cũng như 129 trong khung ngày sẽ chập lại với nhau, thì em tin rằng cổ phiếu VIX có thể bứt ra khỏi cái vùng đấng cờ đỉnh cũ vùng 13.3, vùng cao nhất này. Thì đó là điểm mà mọi người gia tăng nốt phần hàng của mình trong ngắn hạn để chốt lên vùng giá 20 và 20.5 xa hơn nữa. Thì đó là mục tiêu của em cho cổ phiếu VIX, bởi nhóm chứng khoán cũng như là chính cổ phiếu VIX này vẫn còn rất nhiều câu chuyện trong năm 2024. Thứ nhất là việc tăng vốn. Việc tăng vốn không chỉ là giúp cho công ty chứng khoán không thôi, nhưng nó là một nền tảng cho việc nâng hạng thị trường cũng như là xuất bản KRX, thực hiện KRX ấy. Bởi nâng hạng thị trường và KRX, thứ nhất công ty chứng khoán sẽ cần vốn để nâng cái mức cho vay margin của mình lên. Thứ hai thì việc nâng hạng thị trường thì các công ty chứng khoán vẫn sẽ cần mở rộng việc hoạt động kinh doanh cũng như là nâng cấp hệ thống và cần rất nhiều chi phí. Vì vậy game nâng hạng thị trường, nhất là với nhóm chứng khoán, là game tiêu biểu và đáng đầu tư nhất trong năm 2024 này. Và không chỉ cổ phiếu VIX trong ngắn hạn chốt lên vùng giá 20, mà nếu cổ phiếu này có xuất hiện game phát hành thêm thì mọi người vẫn có thể nắm được cổ phiếu VIX này trong thời gian sắp tới. Bởi nếu mà mọi người mua được ở vùng giá dưới 18 nhé, thì khi mà sau Tết thị trường có một lực bung mạnh và cổ phiếu này lên tiệm cận trên vùng giá 19, mà nó lại xuất hiện thêm câu chuyện tăng vốn, thì em đảm bảo với mọi người rằng mọi người nắm giữ hết quý 1 năm 2024 lợi nhuận chắc chắn trên 20%, thậm chí là 30% là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi game nâng hạng thị trường là một game rất tốt và rất chuyển vọng cho nhóm chứng khoán năm 2024. Đó chính là cổ phiếu VIX mà cổ phiếu em rất tâm đắc trong thời gian sau Tết và em cũng đang nắm giữ và chờ đợi một sự bùng nổ của cổ phiếu VIX này trong giai đoạn sau Tết. Vì vậy, nếu mà mọi người muốn theo dõi cũng như là muốn có các tín hiệu tốt và nhanh nhất thì mọi người có thể tham khảo room cộng đồng. Trước tiên, ở phía bên phải góc màn hình để em có thể đưa ra và hỗ trợ mọi người một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đó là nội dung của video ngày hôm nay. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc. Và chúng ta sẽ có được một năm 2024 trên thị trường chứng khoán thật rực rỡ. Xin cảm ơn và chúc mừng năm mới.